Hello anh em. Xe này mới đi bên Dyno bên anh Thịnh rất leo ha. Thì lên cái bàn 250i thì anh em biết rồi đúng không? Thì cái con này là con hôm bữa mình làm là con ẹt nhỏ 62FI. Bô thì móc lên chép rồi đầu lòng thì mình căn nén. Thì hôm bữa là mình có review hết rồi mấy cái chi tiết món rồi đúng không? Okay. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề mà lại là xoay máy gen ha. Thì cái hôm qua là cái ngày mà mình dành một ngày để mình thả rã máy con xe này, rồi mình thay cái gen của bên anh đi cái bè ha. Cái gen thì đi tay của SMI Racing, tay xin chấm tích luôn. Đầu gen không ngoáy, đầu gen ok ha, không ngoáy. Đầu gen bên này không ngoáy ok ha. Cân gen đồ bên anh thì phải nói là anh em nào biết bên anh tí cái bè thì phải nói đó, thì mình thấy cái gen nó vô là xong. Cái hôm nay mình đi anh chủ xe anh đi qua bên anh rất leo Dyno cái bàn 250i. Em mở cái tài đấy. Thì con này lên được 23 mã nha anh em. 23.15 rồi. Đây 23 mã tọt 16 ha. Thì nói chung là xe này căng nó mềm thôi chứ không phải căng để đu bơi gì đâu. Mềm chủ yếu đi bạt phố cà phê đồ ha. Đồng Nai Sài Gòn, Sài Gòn Đồng Nai thôi. Đó. Đó thì nay thì mình chia sẻ cho anh em vài điều thôi. Ủ cái giắc quạt như chưa cắm nè anh ơi. Giắc quạt chưa cắm. Rồi tí mình cắm lại. Đó thì mới lên mới đi về luôn là mình cầm mình quay luôn để không ráp dàn áo. Thì hôm bữa mình quay là chưa có két nữa, cái bơm nước điện này. Bơm nước điện. Rồi nói chung vài thứ linh tinh đó. Rồi mình quay sơ cho anh em coi rồi. Này, máy móc này. Sạch sẽ. À với lại mình nói luôn về cái con cảm biến oxy này, thì anh em nào đi ECU của Red Leo là không gắn cái đó, không gắn cảm biến oxy nha. Tại sao? Cái thứ nhất là mình hỏi trực tiếp bên Red Leo luôn, thì Red Leo nói là cái con người ta đã bỏ cái, nói chung là mình đối với lập trình á, là cái con đó oxy là bỏ không hoạt động. Đó, con oxy bỏ không hoạt động ha. Đó, mình nói cho anh em nào, anh em mà còn thắc mắc thì hoang mang thì để không phải tự tốn tiền gắn cái này thôi, gắn cái con cảm biến oxy thôi. Nhưng mà anh em đi CC, đi Sujin thì vẫn phải gắn nào. Đó, rồi coi máy chung thì sạch sẽ. Đó, sạch sẽ. Đó, rồi nhớt bơm đầy đủ, qua test rồi các thứ. Nói chung là chỉ có thay cây gen với lại xe này như đi full bạc đạn SKF ha. Đó, số đồ trong là bạc đạn SKF hết. Có bạc đạn gen là bạc đạn Kuzo thôi, cam cũng SKF luôn. Rồi sạch sẽ. Nổ máy cái ha. Bấm lên nó nhanh. Và ganti nó đều nữa. Bung con ốc này, tí mình gắn lại, ốc ấy lại. Rồi. Ok, hồi chào tạm biệt em ha, thì hẹn em lần sau và mình sẽ có nhiều vấn đề về FI, mình sẽ nói thêm về FI ha. Nói chung là FI có rất là nhiều cái để nói, từ zin thì mình chưa nói hết đâu, nó chi là đồ. Chào tạm biệt em ha. Đó, quay sơ và cho anh em coi. Những phần này bữa trước mình chưa có quay. Đó, trên dưới lên trên sạch sẽ gọn gàng. Trên này mới bọc luôn nè. Bô thì chép UA móc lại chép. Cái bô này cũng mớ. Cái bô không hết triệu mấy. Móc thêm cũng chỉ cần 2 triệu mấy nữa. Cái bô này gần 4 triệu. Đó. Nói chung là clip này mình khuyên anh em đừng đi xe độ nha, tốn tiền lắm. Khoái, chủ xe khoái cười. Rồi chào tạm biệt nữa ha. Hẹn em sau nha.
ban em